chào các bạn nha. Mình mời các bạn vào bếp cùng với Hương cho các bạn nha. Hôm nay nhà mình ăn món thịt bò xào bông xử lý này các bạn. Mình hôm nay mình mua có 700g thịt bò và 500g xử lý này các bạn. Mình xào thịt bò thì cái này gồm có gia vị là có hành này, hai củ hành này và mấy tép tỏi này. Thì có bơ này, bột ngọt này, hạt nêm này, muối này, tiêu này, dầu đi và dầu ăn này các bạn nhé. Mình sẽ sắp thịt ra để ướp nhé các bạn. Thịt mình đã rửa sạch và bông thiên lý mình cũng rửa sạch để cho các bạn nhé. Nhà mình thì làm miếng những cục thịt bò này nó to thì mình cắt ra cho nó miếng nó vừa thôi nha các bạn. Thì ăn miếng to quá thì cắt cái to thì cắt theo cái thớ dọc của miếng thịt bò này, cắt theo cái thớ dọc của miếng thịt bò này ra mình xẻ cái này xong bắt đầu mình đi cắt ngang theo cái thớ ngang của thịt bò này nha các bạn. Cắt ngang theo thớ này ra thì miếng thịt bò của mình nó sẽ mềm các bạn, không có ăn nó không bị dai nhé. Và các bạn mà nếu mà không ấy không biết cắt thịt bò mà cắt theo cái thớ của nó là nó dai và nó cứng các bạn. Bò của mình mua thì mình mua thăn bò này, thường thường mình mua thăn bò để cho nó mềm các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
sớm đi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình từ đầu đến giờ nhé.